Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Đảo Rồng, hay các bạn có thể gọi là Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái tập này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chia cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn hãy bấm vào nút like đi, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ thu phục được con rồng heroic đầu tiên ở trong cái hòn đảo của mình. Ok, vì thế mọi người nhớ ấn nút like và đăng ký nhá. Các bạn có cả cái clip này để làm điều đó. Ok, rồi chúng ta sẽ đến nhá. Thì hiện tại mình đang có 91 gem. Rồi mình có thể mua. Mình không biết là mình có nên mua cái combo này không, bởi vì mình muốn nuôi cái con rồng heroic của mình lên ấy, mà mình không có trái cây. Thì hiện tại đây là nó bán cái combo này, mà mình chỉ còn 91 gem thôi. Mình không biết là mình có nên mua hay không. Các bạn hãy cho mình xin một cái sự góp ý chân thành đi. Rồi thì một tí nữa mình sẽ nói là biết ở cái hay ho ở cái tập trước tại vì sao mà mình không ấn nút này. Khi mình ấn cái này đấy một lần đấy thì ấn thêm một cái nữa thì nó sẽ mất thêm 8 gem, có nghĩa là cái lần đầu tiên là 4 gem, lần thứ hai sẽ là 8 gem. Mình tính lần thứ 11 mình ấn một cái, lần thứ 12 mình ấn dưới đây thì nó sẽ chỉ còn 7 gem thôi, chứ thay vì 4 gem sau ấn thêm 8 gem thì bây giờ mình ấn 4 gem và 7 gem đấy, nó vậy đấy. Vì thế mà mình muốn ấn vậy. Bây giờ mình sẽ có một cái vòng xoay này, nếu mình xoay mà thành công ấy, mà được cộng 5 như bây giờ đấy thì mình sẽ hoàn thành luôn cái lap này, có nghĩa là lap này mà mình không cần phải bỏ thêm cái game nào nữa. Các bạn hãy cầu chúc cho mình đi. Ok, xoay nhá, hy vọng là được 5 và là được vượt qua cái này luôn. Ôi được cộng có 1 thôi các bạn ạ, hơi tệ. Rồi đây được cộng có 1 item này. Bây giờ mình sẽ ấn cho các bạn xem nhá. Đây ví dụ bây giờ mình ấn, đợi tí mình thoát ra ngoài đã, xong thoát ra ngoài vào lại mới được. Đây mình ấn lần đầu tiên nó 4 đúng không? Đó, lần thứ hai nó sẽ tính 8. Nhưng mà bây giờ mình đánh trong đây nó cũng tính 8. Nhưng mà nếu mình ấn lên lần thứ ba thì nó sẽ tính là 16. Đấy, nó sẽ tính đắt hơn thay vì như thế kia. Vì thế mà mình chưa ấn khúc đầu ấy, khúc sau mình mới ấn. Tập trước là nhiều bạn thắc mắc cho nên là tập này mình muốn giải thích một chút vậy thôi. Còn bạn nào vẫn thắc mắc nữa thì mình chịu. Ôi chưa được, ấn nhầm nút rồi. Hôm nay sẽ là con heroic đầu tiên của Vũ Lít đây, con rồng huyền thoại đầu tiên của mình, à nhầm, con rồng cao, mức cấp độ cao nhất của mình, một con rồng gọi là siêu sai da các bạn ạ. Một tí nữa mình sẽ có đây, nhưng mà con rồng đầu tiên nhìn con rồng cây nó hơi bị tệ, mình nhìn không thích lắm, mình không thích con rồng cây lắm. Nhiều bạn kêu mình hack lab đi hay là hack game hay là hack mấy cái gì, mua chỗ nào mua rồng với giá rẻ, mình không thích. Bởi vì mình muốn, một là nếu như mình nạp thì có nghĩa là mình đang ủng hộ nhà phát hành game. Và thứ hai là khi mà mình chơi bình thường nó rất là công bằng. Thay vì các bạn hack game thì các bạn gọi là chơi rất là bẩn. Còn khi các bạn mà nạp vào thì các bạn đang ủng hộ nhà phát hành game. Đấy, mình ấn ra đây nó chỉ có 7 này, các bạn thấy chưa? Đấy là cái tính toán của mình. Đó. Rồi, thế là mình đã hoàn thành lap 12 rồi. Ủa mà sao bây giờ nó vẫn chưa thấy nó cho mình cái miếng thứ ba ta? Hay mình phải thoát ra nhỉ? Mình thử thoát ra nhá. Sao mình vào lại thì nó sẽ cho mình miếng thứ ba đúng không? Mình đang muốn sở hữu cái miếng thứ ba nhưng mà có vẻ như là nó vẫn chưa tới. Trời ơi, mình muốn sở hữu miếng thứ ba để xem cái con rồng hắt nó như thế nào đây. Nô. Đầu nhanh lên, lap 12 rồi. Đây bây giờ nó sẽ tặng mình cái miếng thứ ba đúng không bạn? Mình đã tới lap thứ 12 rồi đấy. Còn một ngày nữa mới hết kết thúc sự kiện. Mình đã hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi. Là mình đã hoàn thành trước một ngày. Mình còn 80 game nữa. Thật là tuyệt vời. Bây giờ là lúc đầu vào nó hơi bị lắc các bạn. Mình không hiểu lý do tại sao. Đây rồi, đấy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thế nào để lấy con heroic này đây. Mình chưa thử. Đấy. Đây là miếng mảnh ghép thứ ba của con heroic này. Đó. Bây giờ mình chưa biết ghép vào như thế nào để lấy con rồng này. Ok. Mình chưa từng ghép một lần nào hết. Cho nên mình không biết có phải là chỉ cần ấn vào thôi được không. Đấy. Bây giờ thì mình nghĩ là không cần thiết làm mấy cái việc khác rồi. Đấy, sử dụng đúng không? Ghép như nào các bạn? Thực sự luôn đấy. Mình chưa ghép thử bao giờ cho nên mình chưa biết. Phải để xuống đất à? Cái này sử dụng như nào? Chơi 1/3 này, 2/3, 3/3. Đây, 2/3. What? Vậy là không phải rồi. Mù. Cái này giờ sử dụng như nào các bạn?
Thực sự là mình không biết cách để sử dụng cái này ấy. Bạn nào biết cách sử dụng cái này thì chỉ với nha. No info. Bỏ vào store. Để mình quán này phải tìm cách để sử dụng rồi. Chứ hiện tại là vẫn chưa biết cách để sử dụng cái này. Làm nào nhở? Hay phải dùng cái thứ ba chứ nhở? Sử dụng không được. What? Bây giờ làm thế nào để có? Có đây các bạn ơi, mình có 3 mảnh rồi nè. 3 trên 3 rồi mà không biết cách sử dụng như nào. Hay là mình vào trong cái nhà này ta. Để mình thử bỏ một cái con này qua hết thời gian nào. Ok, mình cho nó ra này. Thiếu flame hoặc terra. Xem nào, cho con nào đi bây giờ. Con này đi nhở? Elios này, Elios là con hai hệ đất đúng không ta? Hai hệ đất là cũng hiếm phết đấy, cho nên là không cho đi được. Đây cho con cây đi đi, con cây này không pro lắm. Con cây này dễ like. Ok. Rồi, cho ra. Sử dụng cái kia như nào ta? Mình chưa sử dụng qua lần nào cho nên mình không biết. Ok. Ui. Mình muốn sử dụng nó quá mà không biết làm thế nào. Sử dụng thế nào nhờ? Đéo nhờ. Làm nào để ghép ba cái mảnh này vào ta? Bán đi thì 1 triệu một mảnh. Làm nào để ghép vào? Bạn nào biết cách ghép không chỉ với? Nếu mà các bạn chỉ mình cách ghép thì 9 giờ tối nay mình sẽ làm thêm một clip nữa nhá. Bởi vì hiện tại là mình vẫn chưa ghép nó vào được. Khổ quá. Làm sao ấy nhở? Bó tay luôn đấy. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch mấy cái này. Và hai con rồng mới like được con nè. Nó like ra con rồng gì đấy? Để mình vào xem nào. Ui, sáng thế. Ui, nó lại ra con rồng này tiếp. Quá trời con rồng này luôn. Bạn nào biết cách ghép thì chỉ với nha. Thực sự luôn ấy, mình không biết cách để ghép. Thật là đáng buồn. Hai con này còn 1 ngày 4 giờ nữa. Bây giờ mình sẽ đây còn mấy cái này, mình sẽ đi lấy luôn. Sắp hoàn thành bức tranh rồi. Bức tranh đẹp đẽ rồi. Ok, cho đi lấy kinh tiếp. Mấy này hoàn thành chưa? Hoàn thành luôn rồi nè. 3.000 vàng. Enter. Mình đang cố gắng luyện cho mấy cái con heroic đó lên nữa. Là xong. Mình nghe nói là đến hệ kim loại thì chúng ta sẽ không sử dụng được đến hệ kim loại chúng ta sẽ không sử dụng được mấy con rồng hệ Legendary hay là VR trở lên nữa. Đây các bạn ấy kêu mình mua rồng R, luyện mấy con rồng R đi. Mình không biết thông tin nó có chính xác hay không. Bởi mình chưa tới cái khúc đấy bao giờ, nhưng mình hy vọng là nó không chính xác. Chứ lên cao mà không được đánh rồng mạnh thì phế lắm. Giờ làm thế nào các bạn? Làm nào để sử dụng đây? Làm nào để đổi đây? What? Mình có đủ 3 miếng rồi này, bây giờ các bạn chỉ mình cách để đổi đi. Gì? Phải như nào để đổi nhỉ? Đây chăng? Ui giời ơi, làm nào để đổi đây? Đây, nó có thể chỉ mình cách để đổi không ta? Mình thử vào đây xem nhá. Đừng nói là không chỉ cách để đổi nha. Đây. 1 miếng này. 2 miếng, 3 miếng. Đây, sau khi đổi xong thì như nào? Biết rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ cách đổi đi. Chỉ cách đổi đi mà. Nó không chỉ cách đổi các bạn ạ. Bạn nào biết cách đổi thì chỉ với nha. Thật sự luôn là mình không biết cách đổi luôn đấy. Mình cứ giữ ba cái cục ở đây. Nếu mà các bạn chỉ mình cách đổi được thì cỡ 9 giờ mình làm thêm một clip nữa cho các bạn xem. Chứ bây giờ mình không biết cách để đổi này. Bây giờ mình sẽ luyện cái con rồng này lên cấp 16. Lên cấp 16 để đi mát tiếp. 13, 14. Nó hô còn 2 cấp nữa. Sao mà có đủ tiền để mà luyện lên cấp cho nó đây? Thì go on. Ui tốn thế, 2. Cái này như một mê này. Đó. Trồng lại cái 150 thôi. Đó, Rigon. Một mê 3 năm. Ok, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi đánh trong đây. Đánh cái nhiệm vụ. Hiện tại bây giờ mình làm nhiệm vụ thôi, mình không cần phải bỏ mấy cái game ra để làm gì nữa. Bởi vì nó bây giờ thì mọi thứ nó sẽ bình thường trở lại rồi. Bởi vì mình đã hoàn thành cái chỉ tiêu mình đặt ra là có được 2 con heroic rồi. Cho nên là mình cũng không cần thiết phải cày bừa làm gì nữa. Tuy nhiên mình không biết cách để lấy con heroic như nào thôi. Mình được 3 mảnh rồi, bây giờ làm nào đổi các bạn. Bựa ấy. Mình vẫn chưa biết cách để đổi các bạn ạ. Các bạn nhớ chỉ với nhau. Ui, cái gì đây? Con rồng này cấp 20. Chưa có sao nào mà đã 20.000 máu rồi. Vãi lồng chim én thật. Con rồng này cấp 20.
3 sao vàng rồi mới có 17.000 máu. Để biết là cái sức mạnh của con Heroic nó thế nào. 2.000 máu à. Con ở dưới như cũng là Heroic luôn hay sao các bạn? Ghê vãi. Khó lắm, đánh gặp mấy con Heroic trong đây đánh mệt. Mệt mỏi. Nhưng mà cốt sao qua là được các bạn. Bây giờ mình không biết cách làm nào để... Con này cấp 20 và có 11.000 máu rồi ta. À không phải Heroic. Mình cứ bị lầm tưởng con này là Heroic nhé. Con này hình như chỉ là Legend thôi sao ấy. Con này chắc Legend ấy. Ok, chết đi. Vãi, chưa đủ để giết nó. Con này là con rồng ánh sáng. Nó đã giết luôn con này của mình nhá. Không giết được. Tuổi gì? Đúng không các bạn? Đó. Hệ bóng đêm sẽ tiêu diệt mặt trời công lý của các ngươi. Chết đi. Ô, làm nào để lấy con kia? Mình đang háo hức hồi hộp thế mà cuối cùng là vẫn chưa lấy được các bạn. À. No, mình muốn lấy con rồng Heroic đầu tiên quá mà. Đã được một cục rồi nè, để xem là cần mấy cục ta. Bây giờ cứ đua bình thường thôi, không cần phải vội. Đánh trong đây nữa. Cứ bình thường nó không cần phải bỏ game ra làm gì nữa. Bởi vì mình đã vượt qua rồi, không cần đua điếc làm gì nữa. Top 1 chắc chắn rồi. Mình cần hai con Heroic. Cái con Heroic kia đấy, cách thứ nhất để mình lấy là top 1. Cách thứ hai mình lấy là mình hoàn thành lap 12. Mình đã hoàn thành xong hết rồi. Hai cả hai chỉ tiêu rồi. Mình nghĩ là cái bạn kia bạn sẽ không vượt được mình đâu. Bởi vì bây giờ bạn mới lap 5, lap 6 gì mà mình đã lap 12 làm sao bạn vượt mình được đúng không? Đấy, về bỏ 8 game để mà đổi, đánh đổi thì mình không thể nào, mình không muốn làm cái điều đấy một tí nào hết. Tại sao mình phải làm vậy? Trong khi mà mình có thể chờ được mà, đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình xem nào. Đang có cái gì đây? Ok. Xem nào. Battle. Mình vẫn đang ở neutral. Đây mình có con Heroic thì mình sẽ cho nó vào đây đánh nhau cho nó sướng. Không tội gì phải vội hết các bạn ạ. Xem nào. Ok, khá là tuyệt rồi đấy. Mọi thứ đang diễn ra đúng với kế hoạch của mình. Tuy nhiên là thay vì việc mà mình không biết sử dụng cái kia như nào thôi, không biết sử dụng cái con rồng kia như nào. À không biết sử dụng cái con Heroic kia, ba cái mảnh kia ghép lại như nào. Các bạn, mình rất là cần các bạn chỉ mình cách ghép ba cái mảnh đấy. Không là mình cũng mệt lắm. Không biết đường nào mà ghép. Hình như mình lên cấp 30 thì mình có thể cho rồng lên cấp 25 hay sao đấy. Mà các bạn biết rồi đấy, cho rồng lên cấp 25 là sấp mặt chứ không đùa đâu. Mít là sao? Đánh trượt đấy à? Mình thấy nó mít kìa. Cái này một hit chết quá nhỉ. Đó, một hit chết rồi. Khen cũng đang ngày một mạnh lên. Con này có hệ đất này, vậy là một chiêu của mình khác hệ của nó. Đất mà lại xài chiêu điện. Rồng quê mùa. Chết đi. Xong phim. Victory. Ok. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dừng cái tập này đây thôi các cậu ạ. Các cậu nhớ chỉ mình với nha, làm thế nào để ghép ba cái mảnh này lại. Chứ không mình bị hố rồi các cậu ơi. Trời ơi. Ok. Ô mình mời được đủ bạn rồi này. Vậy là xong cái đợt này là mình sẽ được rất là nhiều này với rất là nhiều trái cây với cả kia. Với cả một game nữa. Để mình xem nào, để mình thử xem vào trong đây có rồng gì mới không. Để xem, chúng ta sẽ vào đây xem có rồng gì mới không. Vào shop Regan. Ồ, vẫn là mấy con rồng cũ các bạn ạ. Hình như nó chưa thay rồng. Rồng Captain America này. Nhiều bạn kêu mình mua con này đi. Bựa vậy. Mình hết game rồi các bạn ạ. Mình chạy event, à mình chạy kia hết game rồi. Khổ lắm. Ủa, nó mất mấy con rồi nè. Nó mất mấy con rồi. Nó giờ nó chỉ còn con này thôi. Con huyền thoại này thôi. Còn một tiếng là xong rồi. Một tiếng nó sẽ thay rồng mới. Để tí nữa mình sẽ quay xem nó có thay con rồng mới là rồng gì nhá. Nếu mà nó ngon thì mình sẽ mua. Không ngon thì thôi. Ok. Và chắc mình phải đợi cái đợt nó giảm giá 50% thôi. Bây giờ nó lại giảm 20% lại rồi. Giảm 50% mình nạp vào mình mới lời. À trả lời đâu. Nên là nạp 50, giảm 50% thì nạp vào thì mình sẽ cảm thấy là mình đỡ hơn. Ok. Mình nghĩ là vậy là ok đấy anh em. Cái này lên đều nhỉ? Cái này bao nhiêu? 500. Ủa 500 là mát rồi. Update sao? Update là nên 10.000. Update luôn. Ok. Rồi ok đấy, mình thấy tiện rồi đấy anh em. Rồi mình sẽ dừng cái tập này đây nha. Và nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình.
Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.